Vì đây là mức danh ao ước của các bạn đó. Cũng là mức danh hiện tại của bác Kajima. Nhớ kỹ đấy. Biết cái chúng chuẩn luôn đấy. Hiểu kỹ đấy. Cháu liền gặp một thằng nhóc con có vẻ ngu dốt, đần độn, tật tâm như thiểu năng, sấy như chú Kajima.